Tại tỉnh Ninh Thuận, chiều ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại hội trường cơ quan tỉnh đoàn đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh năm 2024. Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh năm 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong việc triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giữa Hội Liên hiệp Thanh niên và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh năm 2023 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2004. Tại hội nghị này, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp năm 2004.